Chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một cái căn nhà vô cùng xịn sò sang chảnh ở trên kênh của Ngọc Ánh nha. Với cái căn nhà này thì cái phân khúc của nó khác hoàn toàn so với những cái video mà Ngọc Ánh thường xuyên quay và cập nhật gửi tới quý vị. Cái phân khúc này là phân khúc dành cho nhà đầu tư mọi người ạ. Với một cái căn chung cư mini, vị trí cụ thể của nó thì thuộc Mễ Trì, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì cái vị trí của nó vô cùng xuất sắc, đứng từ vị trí trên phía tầng 7 của ngôi nhà có thể nhìn thấy tòa nhà Canh Nam, nhìn thấy khách sạn G Marriott mọi người ạ. Và với cái vị trí cách với đường ô tô chỉ 50m, diện tích 192m², thiết kế và xây dựng là 7 tầng và thiết kế đầy đủ 42 phòng trọ cho thuê mọi người ơi. Thuê theo hình thức chung cư mini với cái giá mà đầu tư rất là hợp lý, sinh lời cao. Với cái giá cho thuê hiện tại là từ 4.200.000 đồng đến 4.400.000 đồng một cái phòng trọ này. Và lát nữa Ngọc Ánh sẽ quay cái phòng một cái phòng mẫu để gửi tới quý vị. Và với cái phân khúc nhà này thì hiện tại giá chào bán của chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng là 29.600.000 đồng mọi người ạ. Với một cái căn nhà, một cái phân khúc nhà hoàn toàn mới trên kênh của Ngọc Ánh. Trước ấy thì có một số cái video đã quay về cái phân khúc cái tầm chung cư mini này rồi, nó khoảng tầm 6 tỷ 8, 10 tỷ hơn 10 tỷ và đây là cái căn hiện tại đang là chào bán giá cao nhất với cái phân khúc chung cư mini này mọi người nha. Và đây là cái phần tầng 7 Ngọc Ánh đang đứng đây, thì với cái hoàn thiện của cái tòa chung cư mini này thì đầy đủ cho quý vị về cái hệ thống an ninh, hệ thống camera an ninh này, rồi là thang máy này, thang bộ này, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cửa ra vào là khóa vân tay, rất là hợp lý. Với mỗi một tầng thiết kế đây, một hành lang đi vào đây, đây là các phòng để cho thuê mọi người ạ. Và với cái tòa này thì cũng cho thuê được khoảng tầm 30% rồi, vừa mới hoàn thiện xong mọi người ơi. Đó, đầu tư sinh lời rất là hợp lý, dòng tiền ổn định. Đây là cái phần sân phơi tiếp theo ở trên phía tầng 7. Này. Ở đây dùng điện là điện 3 pha mọi người ạ, cho nên là cái hệ thống điện nước rất là ổn định. Ngoài cái phần hệ thống bể ngầm ở phía dưới tầng 1 ý mọi người, thì ở đây trên phía tầng 7 hai bên đều có thêm một cái hệ thống bồn nước nữa này. Đó. Tất cả các phòng đều được trang bị đầy đủ giường, tủ, điều hòa, nóng lạnh. Nói chung là với cái vị trí căn nhà này cũng như là cái hệ thống phòng an ninh cho thuê rất chi là hợp lý mọi người nha. Đó, giếng trời để lấy thoáng xuống các tầng ở phía dưới đây, mọi người có thể nhìn thực tế. Đây, hệ thống phòng cháy chữa cháy rất là an toàn, đầy đủ. Nói chung về cái phân khúc này nó rất là mới, Ngọc Ánh sẽ quay để gửi tới cái phân khúc khách đầu tư có nhu cầu đầu tư sinh lời và cũng như là giữ dòng tiền ổn định mọi người ạ. Bây giờ Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý vị một cái phòng ở phía bên dưới, phòng mẫu, để cho quý vị xem là trong cái căn phòng đấy có gì nhé. Ngoài cái hệ thống mà là cái thang máy ở đây thì Ngọc Ánh sẽ có một cái thang bộ ở đây mọi người ạ. Ở đây chủ đầu tư có thiết kế một cái thang bộ đấy, thoát hiểm rất là hợp lý. Mời mọi người theo em xuống phía dưới cái phần tầng 6 này để xem bên trong căn phòng thiết kế ra sao, có hợp lý hay không. Đây, đây là cái phần tầng 6 của ngôi nhà này. Thì tầng 6 là có 6 phòng trọ cho thuê, 6 phòng riêng biệt. Đấy, tất cả các phòng đều rất là thoáng. Đây, điển hình như cái căn phòng này là đã có người thuê rồi mọi người ạ. Hành lang rất là rộng, hệ thống cửa giả rất chi là an toàn, hệ thống an ninh vô cùng hợp lý. Mời mọi người theo em vào một cái phòng đây. Đây nha, với cái diện tích của nó khoảng tầm 25-27m mọi người ạ. Thiết kế vô cùng hợp lý đây. Đây là những thứ mà được chủ đầu tư decor ở trong phòng này. Thì một bộ sofa này, rồi là một cái bàn này. Đây là tủ quần áo. Với cái giá đang là cho thuê 4.2 triệu đến 4.4 triệu một phòng mọi người ạ. Thì với cái toàn bộ cái căn nhà này, nếu như tính tổng thể lên thì cái thu nhập nó khoảng tầm gần 200 triệu tính cả phần điện nước, internet, những dịch vụ khác nha mọi người. Tiếp theo đây, ban công mở hướng ra về bên ngoài. Đây là cái phần rửa bát này, khu vực bếp.
Đây là cái phần phòng vệ sinh. Rồi. Đồng hồ điện nước riêng biệt từng căn, bình nóng lạnh này. Tất cả các phòng đều có cửa rất là thông thoáng đây mọi người nhá. Thực tế luôn. Cái dòng phân khúc này nó rất là mới lạ và cũng khá là kén khách mọi người ạ. Bởi vì cái tầm tiền của nó rất là cao. Điển hình như cái căn này là 29 tỷ 600 triệu đồng. Sổ đỏ với cái căn nhà này là 192m2. Thiết kế và xây dựng là 7 tầng đầy đủ giấy phép xây dựng mọi người nha. Với cái thiết kế cái căn phòng ngủ này thì ở đây là phòng ngủ ở phía trên tầng mọi người ạ. Đây này, gác xếp. Đây, ở phía bên trên này. Đây, rất là thoáng. Nói chung là tất cả các phòng đều có đây, ở đệm này. Đó. Điều hòa được lắp đặt đầy đủ và trang trí nói chung ở trong phòng này. Căn nhà này thì dành cho các quý chủ đầu tư. Cho nên Ngọc Ánh quay cũng cụ thể từng trong cái căn phòng nào cũng được cái setup như thế này mọi người nha. Đó, đây là phía tầng 6 của ngôi nhà. Đó, đây. Phía bên này đang là cho thuê rồi mọi người ạ. Với cái dòng tiền này thì quý vị nếu như không trực tiếp đứng ra để làm cho thuê thì có thể thuê một cái đội chuyên quản lý cái bên lĩnh vực này mọi người ạ. Đó, chuyên quản lý cái lĩnh vực phòng chung cư mini này. Với cái vị trí này, nó thuộc Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm thì cho thuê rất là nhanh mọi người. Rất là hợp lý luôn. Đây, với cái thiết kế này. Với cái phần này đây thì điều hòa này, quạt này, hệ thống trần thì cao, cái trần cũng rất là thoáng này, cửa sổ hai bên thông thoáng. Đó, ngoài quay rất là kỹ từng phòng để gửi cho tới quý chủ đầu tư thiết kế. Hệ thống thang máy, hệ thống cửa thoát hiểm rất chi là hợp lý, an ninh, an toàn về trong cái căn nhà này thì mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Mời người theo em xuống phía dưới tầng 1 để xem cái khu vực để xe của tòa nhà này như thế nào nhé. Đây là cái hệ thống thang máy của cái tòa nhà này mọi người ạ. Thì đây, tất cả trong thang máy cũng được thiết kế cái camera an ninh rất là hợp lý và cái thang máy thì khá là rộng. Thang máy này có thể mọi người có thể vận chuyển đồ từ tầng 1 cho tới lên tầng 7 của ngôi nhà được nha. Còn anh đang từ trên phía tầng 6 mà đi xuống tầng 1 thì đây chính là cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Đây mọi người ạ. Toàn bộ cái phía dưới tầng 1 này là cái phần để xe máy của cái tòa nhà này nha mọi người. Đây, nội quy quy định dành cho tất cả các thành viên phòng trọ. Đây, wow, rất là rộng mọi người ơi. Đó. Cái hướng của căn nhà này là hướng đông bắc mọi người nhé. Với cái hầm tầng 1 này mọi người có thể nhìn thấy giúp em này, là cũng được thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện rồi mọi người ạ. Rất là đầy đủ. Cái phần để xe thì rất là rộng. Và phía dưới tầng 1 thì có hai phòng cho thuê này. Riêng phía dưới tầng 1 thì là thiết kế ngoài cái phần để xe ra là có hai phòng cho thuê. Đó. Nếu mà đi từ ngoài cổng chính vào thì đây, hệ thống thang máy này, thang bộ liền nhau luôn mọi người ạ. Đây. Và đây là phần cửa chính. Có thiết kế hệ thống an ninh mọi người nhá. Khóa dấu vân tay cho từng thành viên ở trong cái phòng trọ mọi người ạ. Hoàn toàn yên tâm giúp em nha. Đây. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà này rất là hợp lý. Từ vị trí của cái căn nhà này thì đi ra tới trung tâm rất là gần. Ngọc Ánh xin nhắc lại, nó là thuộc ngách 60 trên cái ngõ 50 Miếu Đầm, Mễ Trì Thượng, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với cái diện tích là 192m2 trên sổ đỏ, giá chào bán 29 tỷ 600 triệu đồng dành cho các quý chủ đầu tư. Muốn dòng tiền nó sinh lời ổn định và cái thu nhập hàng tháng, thu nhập thụ động của cái tòa này nó là khoảng tầm gần 200 triệu đồng mọi người ạ. Từ vị trí căn nhà này nó gần với đường ô tô chỉ khoảng tầm 50m thôi. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin về cái phân khúc chung cư mini hoặc là muốn đi xem thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.